Nấm hoàng kim là một loại nấm có xuất xứ từ Trung Quốc, hiện nay cũng được tìm thấy nhiều ở Việt Nam. Trước đây, nấm hoàng kim bị coi là độc dược ở nước ngoài, nhưng ngày nay người Việt đã biết đến và bán nấm này với giá cao. Nấm hoàng kim có màu vàng rực bắt mắt, dễ dàng để săn lùng. Ở nước ta, nấm hoàng kim có vẻ ngoài tương đối giống với nấm sò hay nấm bào ngư, nhưng kích thước nhỏ hơn và mọc đan xen với mật độ dày hơn bạn có thể mua nấm hoàng kim tươi với giá khoảng 70.000 đến 125.000 đờ, cây di. Nấm hoàng kim có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Thịt nấm dai giòn, có vị ngon ngọt và hơi bùi. Nấm hoàng kim cũng chứa nhiều protein, tương đương với các loại thịt đỏ, cá, sữa bò. Ngoài ra, trong nấm còn chứa các axit amin cần thiết như tryptophan, lysine và nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin B tốt cho máu huyết và sức khỏe. Các khoáng chất như selenium, kali, đồng, sắt, phosphor cũng có mặt trong nấm hoàng kim. Ở Việt Nam, nấm hoàng kim được bán dưới ba dạng chính là nấm tươi, nấm khô và bột nấm. Nấm tươi là loại phổ biến nhất và để chọn nấm tươi, bạn nên chú ý đến màu sắc tươi sáng, mũ nấm vàng óng và mùi thơm dịu. Bạn cũng có thể nhận biết bằng cách bấm nhẹ lên thân nấm, nếu thân nấm còn chắc thì nấm còn tươi.